Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất năm 2021 tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Cùng đi có lãnh đạo Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Phòng không Không quân và các cục liên quan. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hà Sĩ Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn công tác đã đi kiểm tra các địa điểm lễ đón tiễn đoàn đại biểu Lào và đoàn đại biểu Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lễ chào cột mốc chủ quyền, tổ chức tuần tra chung tại khu vực mốc 605 thuộc khuôn viên cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, trồng cây hữu nghị tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, địa điểm tổ chức diễn tập liên hợp, tổ chức tọa đàm giao lưu văn hóa văn nghệ nơi ăn nghỉ của các đại biểu hai bên tại thị trấn Lao Bảo, đường cơ động giữa các địa điểm dự kiến diễn ra các hoạt động và địa điểm trao quà cho học sinh trường tiểu học số 2 thị trấn Lao Bảo và một số hoạt động khác. Tại các nơi đến kiểm tra, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã khắc phục khó khăn, tranh thủ thời gian để hoàn thành tốt trọng trách được giao trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, chỉnh trang các hạng mục trên địa bàn diễn ra giao lưu. Đặc biệt, các chuỗi hoạt động diễn ra trước thềm giao lưu như tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân hai bên biên giới đã được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất năm 2021 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Vì vậy, toàn thể các cấp, các ngành và cán bộ chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chuẩn bị đầy đủ và chu đáo mọi phương án, đảm bảo công tác sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần để giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào thành công tốt đẹp.